Theo lời đề nghị của huấn luyện viên Park Hang-seo, câu lạc bộ Pau sẽ để Quang Hải về dự AFF Cup 2022. Mới đây trên trang fanpage câu lạc bộ Pau, nơi cầu thủ Quang Hải đầu quân đã có bài đăng mới bằng tiếng Việt. Theo nội dung đoạn tin, đơn vị này sẽ cho Quang Hải về chơi bóng tại giải AFF Cup năm 2022. Câu lạc bộ bóng đá Pau đã đưa ra quyết định cho phép cầu thủ Nguyễn Quang Hải được tham dự AFF Cup, Mitsubishi Electric Cup, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á sắp tới sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 12 tại Đông Nam Á, theo đề nghị của huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Việt Nam. Được biết, câu lạc bộ Pau đang tạm nghỉ thi đấu đến hết World Cup 2022, bởi vậy Quang Hải có thể trở về Việt Nam sớm, tham gia tập luyện cùng đồng đội để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới. Như vậy, lần này tuyển Việt Nam sẽ có đội hình khá mạnh khi có sự góp sức của chân sút họ Nguyễn. Động thái hiện tại của chúng tôi có nghĩa là Nguyễn Quang Hải sẽ có ít thời gian thi đấu hơn, nhưng tôi vẫn tin tưởng vào phẩm chất của cậu ấy, những gì cậu ấy mang lại và đặc biệt là những gì cậu ấy sẽ mang đến cho đội bóng của chúng tôi và giúp chúng tôi đạt được mục tiêu của mình. Chúng tôi muốn cậu ấy chơi đầy đủ các trận đấu với đội tuyển quốc gia, giúp cậu ấy trở lại mạnh mẽ hơn nữa và đóng vai trò quan trọng trong nửa sau mùa giải cùng chúng tôi. Ngoài đội hình, tôi rất coi trọng các cá nhân và sức khỏe của mỗi cầu thủ. Tôi biết giải đấu này quan trọng như thế nào với Quang Hải, cũng như tầm quan trọng của cậu ấy đối với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tôi chúc cậu ấy mọi điều tốt đẹp. Trích lời của ông Tholot, huấn luyện viên đội tuyển Pau. AFF Cup sẽ là giải đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam trong năm 2022. Giải đấu này còn có ý nghĩa hơn khi nó sẽ là giải đấu cuối cùng của thầy Park trên cương vị huấn luyện viên trưởng của tuyển Việt Nam. Bởi vậy, cả thầy Park, các cầu thủ và người hâm mộ cả nước mong chờ các chiến binh sao vàng sẽ mang vinh quang về cho nước nhà.